khởi tố vụ án đánh bạc bằng hình thức sổ lô sổ đề qua hệ thống tin nhắn Zalo ở vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 5 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến dự khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và thành phố Đồng Hới. Năm học 2020-2021, trường Tiểu học Đức Ninh có 670 học sinh, 22 lớp với 38 cán bộ giáo viên. Năm học vừa qua, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tập thể đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Qua đó, đảm bảo được chất lượng và thực hiện thành công nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có nhiều giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, đạt thành tích cao. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đến trọng khai trường và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh trường Tiểu học Đức Ninh nhân dịp năm học mới 2020-2021. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp ở thành phố Đồng Hới và các đơn vị hảo tâm đã tặng quà và hoa chúc mừng nhà trường. Cũng trong dịp này, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, nói chuyện với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Cũng trong sáng nay, ngày 5 tháng 9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ và đến thăm trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Bố Trạch. Trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ là đơn vị dẫn đầu bậc học trung học cơ sở của huyện Bố Trạch nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Năm học vừa qua, trường đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đạt 100%. Tập thể nhà trường được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, là đơn vị xuất sắc được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đình trọng khai trường và phát biểu chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ trong ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn bước sang năm học 2020-2021, tập thể nhà trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới. Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm và chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Bố Trạch. Sáng nay, ngày 5 tháng 9, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, gần 240.000 học sinh trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Đúng 7:30, lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 được tổ chức đồng loạt tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Năm nay, các nhà trường không tập trung toàn bộ học sinh dự lễ khai giảng tại sân trường như mỗi năm mà thực hiện giãn cách. Các trường đảm bảo ưu tiên cho 100% học sinh đầu cấp dự lễ khai giảng tại sân trường. Các khối còn lại chỉ cử đại diện từ 5 đến 10 học sinh. Số còn lại được dự khai giảng tại lớp học. Chương trình lễ khai giảng đã được các nhà trường tổ chức ngắn gọn, không quá 60 phút, bao gồm nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức hướng dẫn cho học sinh cách phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đảm bảo giãn cách theo quy định. Trước đó, các nhà trường đã phối hợp với hội phụ huynh học sinh tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, bàn ghế, phối hợp trạm y tế xã, phường, thị trấn tiến hành phun chloramin B. Năm học 2020-2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 649 trường học, trong đó 186 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 143 trường trung học cơ sở, 32 trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học này, toàn tỉnh có gần 240.000 học sinh, trẻ mầm non tới trường. Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1. Các khối lớp còn lại vẫn học theo chương trình hiện hành. Đây cũng là năm học thực hiện hai nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Với việc đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp, trong năm học này, ngành giáo dục Quảng Bình đã đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học,
trình độ đào tạo, đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh miền núi, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nhân dịp năm học mới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình nâng bậc em đến trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng, hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đang nhận đỡ đầu 94 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 7 học sinh Lào. Hàng tháng, ngoài mức hỗ trợ 500.000 đồng, mỗi em học sinh còn được trang bị các vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học tập. Nhân dịp năm học mới 2020-2021, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các đồn biên phòng đã tặng quà động viên các em học sinh nỗ lực vượt khó để đạt được những thành tích cao trong học tập. Được biết, tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là trên 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Tân Hóa được thành lập năm 1992, đóng trên địa bàn thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, là vùng rồn lũ mỗi khi mùa mưa bão về. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh, trường Trung học cơ sở Tân Hóa luôn giữ vững vị trí là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục và đào tạo huyện Minh Hóa. Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi nét về ngôi trường nơi vùng rồn lũ này. Trong những năm qua, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, trường Trung học cơ sở Tân Hóa thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng, tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, động viên, khích lệ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, khai thác, sử dụng có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Từ khi có hệ thống phòng lab hiện đại thì việc học ngoại ngữ đã có những hiệu quả, có những đạt kết quả rất là tích cực. Nhiều học sinh đã biết giao tiếp tiếng Anh và trong những giờ học tiếng Anh thì các em rất là hứng thú và thích thú. Đến đi học tiếng Anh là cảm giác rất là hứng phấn hơn trước rất là nhiều. Và các em được có cơ hội được cọ sát và làm quen với những cái ngôn ngữ chính của người bản địa. Nhờ vậy mà cái các phương pháp mà kể của các thầy cô trong việc đổi mới dạy tiếng Anh cũng được hiệu quả hơn. Lần đầu tiên ở xã Tân Hóa thì học sinh đi thi Olympic tài năng tiếng Anh đã đạt giải. Và các em là tham gia vào các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh vào đội ôn thi là nhiều hơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, Ban giám hiệu nhà trường chủ trọng phát triển đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác đoàn, hội đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lý phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường đã bố trí phân công đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có năng lực, trình độ làm chủ nhiệm các lớp, tham gia đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường liên tục cử học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa, năng khiếu cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, đội tuyển nhà trường đã đạt giải nhất cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia. Năm học 2018-2019, nhà trường đã danh hiệu tập thể đã đồng xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen. Trường Trung học cơ sở Tân Hóa là một trường trong một cái địa bàn rất là khó khăn của huyện, là cái vùng thường xuyên ngập lụt, nhưng mà với tinh thần của các thầy cô giáo, rồi là phụ huynh, rồi là của học sinh, thì phòng rất ghi nhận những cái kết quả mà trường Trung học cơ sở Tân Hóa đã đạt được, và trường này cũng đang tiến dần đến làm hồ sơ để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với công tác giáo dục văn hóa, trường Trung học cơ sở Tân Hóa luôn quan tâm giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Thầy và trò nhà trường tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội tại địa phương. Những phong trào này đã góp phần giúp đỡ, động viên, tiếp sức cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường. Nâng cao cái chất lượng giáo dục đó là cái nhiệm vụ hàng đầu, và để làm được cái điều đó thì nhà trường đã đưa ra những cái giải pháp. Thứ nhất là đổi mới phương pháp dạy học. Thứ hai là về cái cách học của học sinh. Thì đối với cái vấn đề này thì nhà trường cũng luôn luôn nhắc nhở giáo viên, luôn luôn chỉ đạo giáo viên trong cái công tác là hướng dẫn cho học sinh cách học. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng luôn luôn tạo cái điều kiện về cái nâng cao và đầu tư cái trang thiết bị dạy học.
Tại lễ khai giảng năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Tân Hóa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến dự và đến trọng khai trường. Bộ trưởng chia sẻ về những khó khăn vất vả của thầy cô, phụ huynh và các em học sinh vùng rốn lũ. Mong các em học giỏi, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Những lời động viên của Bộ trưởng là động lực để thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Hóa tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức gặp mặt chủ phương tiện tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, huyện Bố Trạch đã huy động được hơn 30 tàu thuyền với 200 nhân lực ở các xã Đức Trạch, Hải Phú tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện mong muốn chủ các phương tiện tàu thuyền luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực trong lao động sản xuất, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với các lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã trao tặng 25 xuất quà, một số trị giá 1 triệu đồng cho các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ đồng bào khu vực biên giới, trong đó có mô hình ánh sáng vùng biên. Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các xã biên giới khảo sát, vận động cán bộ chiến sĩ đơn vị quyên góp, ủng hộ kinh phí tham gia ngày công lao động, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ để triển khai xây dựng các công trình ánh sáng vùng biên. Đến nay, các đơn biên phòng thực hiện hoàn thành 13 công trình ánh sáng vùng biên, có tổng chiều dài gần 22 km, trị giá trên 625 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trong thời gian từ đây đến ngày 3 tháng 2 năm 2021, đơn vị sẽ triển khai xây dựng công trình ánh sáng vùng biên tại 26 thôn bản thuộc 12 xã biên giới. Việc xây dựng công trình ánh sáng vùng biên sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo Sở Y tế Quảng Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, số người đang theo dõi cách ly tại nhà là 1.917 trường hợp, số điều trị cách ly tại các bệnh viện là 2 trường hợp. Sở Y tế cũng cho biết, tổng số hiện đang cách ly tập trung là 295 người. Ngành Y tế đã lấy 5.274 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả có 5.071 mẫu âm tính, đang chờ kết quả 203 mẫu của công dân vừa trở về từ Đà Nẵng. Ngành Y tế cũng cho biết, để thực hiện việc thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị các cơ sở cách ly có thu phí, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức sổ lô sổ đề qua ứng dụng Zalo hoạt động trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Hoàng Văn Bảo sinh năm 1991, Lê Thanh Phương sinh năm 1987 đều ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy và Nguyễn Văn Lý sinh năm 1978 ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm 13 tổ công tác đồng loạt ra quân đấu tranh với các nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức sổ lô sổ đề của ứng dụng Zalo hoạt động trên địa bàn các xã nông thôn miền núi của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Các đối tượng đã sử dụng sự phát triển của công nghệ thông tin thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hệ thống tin nhắn Zalo. Hàng ngày dựa vào kết quả sổ số miền Trung và miền Bắc, cả cứ gửi đề chụp ảnh bảng đề và gửi vào tin nhắn cho cải đề với số lượng tiền giao dịch hàng ngày từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi bảng đề. Các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 2 đối tượng cải đề, triệu tập 22 đối tượng là cải đề và thư gửi đề, tạm giữ 17 điện thoại di động, 150 triệu đồng, hàng trăm tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và một số sổ sách khác liên quan đến hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều ngày 5 tháng 9 năm 2020, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 90.